Dạ, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình làm cơm cho gia đình ăn. Trong gia đình mình có mua mấy khứa cá ba sa này về mình kho, với lại miếng thịt bò này về mình xào với đậu rồng, trái bí này mình nấu canh với tôm với tép nè. Giờ mình bắt đầu mình xắt thịt bò ra, mình ướp cá này. Nãy mình cũng rửa chanh giấm đường cho sạch hết rồi. Giờ mình để ráo rồi mình ướp luôn. Thịt lấp bò cho miếng củ hành củ tỏi vô đây. Đó. Bên này cá mình cũng cho miếng củ hành với miếng củ tỏi vô hết. Tí xíu hả? Mật ngọt. Miếng hạt lim. Xíu đường miếng bột ngọt cho miếng tiêu vô, cho miếng tiêu vô. Để đây cho nó thấm hết. Giờ mình cắt sắc đậu rồng ra. Đậu rồng này cũng non. Đậu rồng này xào thịt bò ngon. Giờ cá nó cũng thấm rồi, giờ mình bắt nó lên mình kho, với lại mình nấu canh bí. Mình cho miếng dầu vô đây, mình thắng nước màu. Mình
nước nào. Rồi mình cho tỏi ớt vô đây, mình xèo. Mình lại cho cá vô. Cá mình ớt nó cũng thấm. Mình cho cái nước ớt vô đây, ớt củ hành của tỏi. Bên đây nước canh nó cũng sôi rồi, mình cho tép vô đây. Cho bí vô đây nữa. Bếp nó cũng nhanh chín. Thế mình chặn lửa riu riu cho nó kho từ từ cho nó thấm. Mình cái nêm vô tép rồi gia vị muối với nước mắm với lại đường. Giờ mọi người nó còn hơi lạt mà cho thêm miếng muối vô nữa. Mình nó thấm nó vừa. Cho nên canh này chín rồi mình cho hành vô. Tắt bếp á, nó chín ruột quá không ngon. Chở ra nhẹ mới thấm, trên xuống dưới thấm. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì trong lúc mà đợi cá kho chín thì Linh với mẹ sẽ khui một cái thùng quà. Thùng quà này thì của cô chú Sáu ở bên Úc gửi về tặng cho em bé. Thì Linh cũng cảm ơn cô chú Sáu ha, hay được tin là Linh sinh em bé rồi. Cô chú cũng đi mua đồ xong rồi cô chú gửi về. Thì hồi qua là anh chị Châu với vợ của chú Tân thì có mang lên giùm cô chú Sáu. Thì cũng cảm ơn cô chú Sáu, giờ thì sẽ khui cái thùng quà này ra ha. Cảm ơn cô chú nhiều ha, gửi quà cho cháu. Một thùng rất là to luôn.
lâu lắm rồi mới khui khui quả. Đây. Cái này là đôi dài em bé. Ồ, đẹp quá. Bây giờ thì em bé ngủ rồi nên không có ra thử đồ được cô chú ơi. Mới ngủ chút xíu à. À, đôi giày đẹp quá à. Đôi giày cưng quá ha. Dạ. Cái này chắc mấy tháng cái mang vừa em mẹ. Rồi, cái này tiếp theo là cái gì? Cái này hình như là cái khăn hay là cái mền gì á. Ồ, có cái móc luôn nè mẹ, để mình máng lên luôn. Vậy là cái mền. Cái mền để đắp cho em bé. Mềm quá mẹ. Tại vì da em bé nó nhạy cảm nên là cô chú cũng lựa nè, cái mền rất là mềm nè. Rồi, tiếp theo. Ô, cái đồ cắt móng tay nhỏ xíu thấy cưng không? Đúng là dùng cho em bé. Cảm ơn cô chú nhà chu đáo thấy đồ cắt móng tay luôn. Này đồ cắt móng tay. Cái này là Panadol Chidin. Là cái này giống như là thuốc cho em bé. Cho em bé. Dạ. Này có hướng dẫn nè, hình như. Nhưng mà tiếng Anh không ạ. Cái này về phải Úc Su gành tiếng Anh, Úc Su coi. Cái này như dầu cù là hay gì hết. Dầu quá mẹ. Nó có hiệu dầu. Để mình sức á. Này chắc cũng dành cho em bé. Tại cô chú có gọi điện báo trước rồi nói là gửi quà về cho em bé. Cái này. Rồi cái này cô chú chuẩn bị kỹ quá luôn. Vô bọc nè có ghi tên luôn. Này khăn. Làm như khăn chùm để đi ra ngoài, mẹ thấy có cái đầu nè. Tròn á ta. Dạ. Ở nè có hình em bé luôn nè. Khăn tròn để quấn em bé đi. Đi ra ngoài gió nữa. Chích ngừa đồ này. Dạ. Rồi cô chú vô bọc luôn. Wow, cái này tới quần áo nè ông bà cô chú ơi. Vào nhiều quá mẹ. Thôi thấy thương quá, ăn nít vào đồ thấy thương ghê luôn á. Này là em bé giờ cũng bận từ từ được rồi nè hả mẹ. Thùng này mát lắm rồi ta. Dạ. Ôi ơi. Một mẫu mà cô chú chọn quá trời luôn nè. Có quần nữa. Quần nữa. Thấy thương quá vậy. Quần này em bé bận nè, nguyên bộ luôn. À, ba cái áo ba cái quần. Đây còn nữa nè mẹ, hình như là 5 cái nè. À cái này là quần dài rồi quần ngắn không bà cô chú ơi. Rồi cô chú chu đáo quá à. Là nó giống như là nó có cái áo với cái quần ngắn với quần dài. Mình muốn bận quần dài bận quần ngắn bận. Tiếp nữa. Em bé có lọc quá à. Để quần áo quá chừng luôn. Ồ thấy thương ghê mẹ. Đồ liền luôn. Đồ body. Cái này là mình mở cái nút này ra nè. Để bận tả xong cái mình chồng vô luôn à. Đồ nít giờ hả, người ta mai thấy thương. Đẹp đẹp không à mẹ. Em bé ngủ à, không có ra thử đồ. Chứ ai cho đồ mới cũng vui lắm ạ. Mấy bữa cũng có mấy chị mấy cô á, gửi cho. Là xong rồi cái giặt sạch là bận luôn. Ôi một cái này chắc chục cái luôn á mẹ ơi nè. Đủ màu hết. Chế này che ghi. Rồi bông. Nè mỗi nó giống mẫu nhưng mà mỗi mẫu thì nó khác nhau mà cô chú. Này em bé mỗi ngày bận một đồ bộ luôn á cô chú. Còn nữa nè. Tiếp. Cái này là đồ ấm giống như là trời lạnh á. Bận là nó dày. Cái này là bận chắc tới lớn luôn á mẹ. Cái này giống như là cái gọi là cái nhộng á mình bỏ vô á. Này là em bé xài được tới lớn luôn nè. Hai cái. Cái này mịn kìa hai con. Dạ. Trời lạnh bận. Tiếp nữa. Cảm ơn cô chú rất là nhiều luôn. Cô chú cho nhiều quá trời luôn. Em bé bận chắc mấy tuổi luôn. Mấy tuổi. Em bé bận. Đây, cái này cũng giống vậy nữa nè mẹ. Có cái kéo nè, có dây kéo. Khỏi cần gài nút á, sợ gài nút cái em bé bị cứng á. Mình kéo gì nó tiện hơn nè. Đẹp quá ha. Dạ, mà giải nó mịn ha mẹ. Nè, cô chú là chuẩn bị đồ mùa hè. Hồi nãy là đồ mùa hè, giờ tới đồ mùa đông nè. Nên là dài tay nè. Giống như trời lạnh quá, mình cho bận mấy cái dài tay này. Đó.
cũng có gài ở dưới nè. Bữa cô chú cũng có cho bé dâu ở dưới cũng nhiều. Đó, có nút hết. Dài tay luôn. Gái thì dễ, đồ nhiều lắm. Đi mua đồ là gái thích lắm không bà cô chú? Đồ đẹp đẹp cái mình thấy cái mình mua nhiều nhiều. Này tới đầm rồi nè. Đó. Cái đầm màu tím nè. Đây. Ô. Cái này chắc 1 tuổi như 2 tuổi rồi cũng được. Dạ. Đây, cái này cũng đầm đầm dài tay nè bà cô chú, màu hồng thấy thương ha. Còn nữa nè, nhiều quá. Tiếp. Nó lớn luôn. Cô chú là chuẩn bị cho bé tới mấy tuổi luôn á. Cái này là cái gì? Cũng là giống hồi nãy đó nè, mẹ cũng có nè, đồ dài. Đồ này đồ đồ mùa đông, tới trời lạnh bận. Có vớ luôn, khỏi mang vớ. Thầy mình bỏ vô luôn cái mình kéo lại khỏi mang vớ luôn. Đi đâu xa hoặc là trời lạnh á khi mình bận. Đây tiếp nữa không bà cô chú ơi. Ồ cũng giống như vậy hay gì nè mẹ. Nè. Cái giống nhau. Mà nó khác màu. Khác màu để thay đổi. Rồi cái này tới đồ mùa hè quá. Áo. Cỡ này em bé bận được nè. Dạ. Giờ á trời nóng á, cái mình bận mấy cái áo này cho em bé nó mát. Thế thương ra đồ nhỏ 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 nhỏ, hồi nhỏ Linh đâu có đồ vậy đâu bà cô chú. Toàn bận đồ người ta cho không mà. Mà nó không có đẹp được như vậy nữa. Giờ nít có đủ hết trơn. Nè cái này cũng thấy thương nè mẹ. Cái này bận vô luôn. Rồi cảm ơn cô chú nhiều quá. Chuẩn bị chu đáo quá. Có đủ đồ hết trơn. Thầy cô chú đi lựa chắc cũng cực lắm nè. Đi lựa là về xếp ra cái nào ra cái nấy. Phân ra vô từng bọc luôn đó nè. Cô chú kỹ nha. Cái này tới đồ bộ. Rồi cái này cũng 1 tuổi bận chắc thấy thương lắm á mẹ nè. Áo rồi nè. Mẹ vô một bộ nè, xét đó. Cái này Tết là bận đi chụp hình đã luôn. Ôi cô chú có cho đồ bơi đó gì vậy nè. À, cái này đồ bơi nè mẹ. Cái này là bận đi bơi nè. Thấy thương không? Quần cục nè, quần cục bận với áo thun. Tiếp. Còn một bọc nữa nè ông bà cô chú các bạn ơi. Cái này đầm nữa nè. Wow. Cái áo mẹ ơi, áo này áo chắc này, 2 lẻ. Tuổi luôn á. Trời ơi, váy nữa nè mẹ, váy màu tím nè. Màu tím màu của thôn nữa Cà Mau. Bận đi áo trắng nè mẹ con. Dạ. Đây nữa nè. À vậy là cái này là đồ lẻ. Ừ. Đồ lẻ. Áo đầm nữa nè. Đẹp quá à. Thấy thương quá à. Rồi hết trơn rồi bà cô chú ơi. Rồi, cô chú Sáu hả gửi đồ về cho em bé hả? Này bận chắc mấy năm luôn á, bận tới 2-3 tuổi luôn. Cảm ơn cô chú Sáu rất là nhiều luôn. Lúc nào cũng thương gia đình Linh hết trơn. Gia đình rất là cảm ơn cô chú gửi quà về cho cháu quá trời luôn. Bận tới lớn luôn á. Mình bữa cũng tặng cho bé dâu cũng nhiều vậy mẹ cô chú. Cô chú hả thương Linh cái hả cho bé dâu bé bắp rồi cho Linh rồi giờ tới cho con của Linh nữa. Cảm ơn cô chú rất là nhiều luôn. Giờ mình dẹp vô cái này để giặt xong rồi cái xếp lại để dành bé cái nào nó bận được cái lấy ra bận dạ hay là mình xếp lại để chừng nào bận là giặt con dạ cho nó thơm đồ mới. Xếp lại mình bỏ bọc hết nha. Dạ. Này cô chú ngồi xếp mấy cái này cũng cực nữa nè. Xếp nhiều đồ đây rồi đóng vô từng bọc từng bọc. Cảm ơn cô chú rất là nhiều luôn. Bữa nay quay video này sẵn cảm ơn cô chú với chia sẻ cho ông bà cô chú các bạn gần xa chia vui. Rồi cái này tới quà của mẹ. Đây là xâm nhung tố nữ tệ Linh. Thì Linh mới mua để tặng mẹ. Thì cái này là sản phẩm số 1 về bổ sung nội tiết tố á. Thì Linh thấy mẹ Linh cũng hay bị mất ngủ không bà cô chú. Thì cái này nó sẽ giúp mình là giảm bốc hỏa nè, giảm mất ngủ, rồi giúp mình tăng cường sức khỏe.
rồi trẻ hóa cơ thể nó. Con nghe người ta nói là cái này nó mạnh gấp 10.000 lần mầm đậu nành luôn à. Nên là con mua cho mẹ dùng thử, tại vì Linh cũng thấy có nhiều người giới thiệu ông bà cô chú nên là mua tặng mẹ. Cảm ơn con. Cái này thì ông bà cô chú các bạn mình có thể là mua trên tất cả các nhà thuốc, nhà thuốc nào cũng có bán hết trơn. Đây thì có hướng dẫn sử dụng nè mẹ. Thì dành cho mấy người trung niên với mấy người mà tiền mãn kinh nữa con. Dạ đúng rồi đó mẹ. Này thì một hộp nó là có tới 30 viên lần. Mẹ uống hết em thử được thì con mua cho mẹ tiếp. Uống viên hả con? Dạ ngày uống 2 lần lần. Con nha. Hay mất ngủ lắm. Dạ. Đây ông bà cô chú mình mà hả, có các cô các dì nào á mà mình có những cái chứng mắc cũ giống như mẹ Linh, mình cũng không có thể là mua dùng thử, tại vì Linh thấy là cũng có nhiều người giới thiệu nên là bữa nay mua tặng mẹ. Hy vọng là giúp mẹ hết mất ngủ. Giờ hai mẹ con mình đi xuống coi cá để hồi khét luôn. Để đây chút mẹ. Dạ chút xếp vô tủ cất. Cái nào mà bận trước rồi mình lấy ra. Dạ. Có mấy cái nhỏ nhỏ giờ bận được hết à. Cái nào nó bây giờ nhỏ xíu. Giờ cá kho nó cũng chín, nó cũng thấm à. Mình qua đây mình xào thịt bò. Nóng giòn hành vậy. Mấy hành tím băm, mấy tỏi băm vô. Tỏi thơm cho bò vô. Dạ. Cho đậu rồng vô đây. Đường với hạt liêm vô đây. Nó thấm vô đậu rộng. Ăn thẳng chín ra ăn cũng không ngon. Mẹ múc cá ra. Dạ ông bà cô chú các bạn ơi, thì nãy giờ là mẹ Linh đã nấu xong cái bữa cơm mà bây giờ thì xin mời ông bà cô chú cùng thưởng thức bữa cơm này với gia đình Linh nha. Em mời cả nhà nha. Mời mọi người ăn cơm với gia đình nha. Mời ông bà cô chú. Mẹ ăn này, em với mẹ ăn. Mà mẹ ăn cơm. Món này ngon nè. Gắp cho mẹ cả. Ăn nhiều vô. Ăn nhiều vô. Cá kho kia là chấm kho kho. Ăn cứ ăn được. Bờ xả ngọt hết. Dạ. Lâu lắm mới thấy đậu rộng hay mẹ? Đậu rộng này ăn sống cũng ngon, chấm cá kho á. Nước mắm muối có ngọt, nước xào cũng ngon. Dạ. Giòn mẹ. Đậu rộng non non á, mình xào. Bữa nào mình mua mắm muối thì mình xào. Dạ, mình chấm. Em ăn được mắm muối. Dạ. Em không biết ăn mắm cuốc. Ở dưới thì hay khô mắm. Kho mắm chấm ăn mẹ. Để mà kho mắm luôn. Còn mắm không? Còn mắm. Hết rồi. Mình nấu bún thuốc lèo. Dạ. Mình không mua mắm phu mà. Chọn có bán mắm phu. Con nữa thì chưa mắm lóc á.
Còn lóc đậu đỏ thì không được. Còn nó lóc con lên mới ăn được. Cô gồm ăn thơm. Còn đậu đỏ này. Một cái nem nào cá một kho béo không? Béo, cá kho ngon. Thấm vừa ăn mẹ. Vừa ăn luôn. Dạ. Nó thức ăn sột sọt vậy. Này chấm rau sống cũng ngon. Ừ. Nó là giống như là luộc được cái nha. Dạ. Nó mùi lắm. Tại chiều mà thấy có đậu rồng mà không có luộc rau. Nước kẹo kẹo ngon mẹ. Bé bé đang nằm bên kia đó bà cô chú. Ăn cơm, cái gì ăn cơm. Nãy giờ ngủ bà cô chú. Một lưng lớn, một là cái ghế. Ghế gì em? Ghế cho em bé ngồi. À. Ghế ăn dặm. Ghế ăn dặm. Là ông bà chú sẽ thấy thành cái lý. Bữa nay có đồ mới, vui quá, ngủ ngon. Nít nó hay, mẹ biết có khách nó thức ở trong. Trong. Mà thức riết rồi. Với đừng hứa hẹn, ví dụ là trong giờ, trong giờ, đợi về cái gì đó. Hứa hẹn. Hôm mình bấy nhiêu ngon ăn ngon dạ đừng dùng ok ăn ngon mình xào vừa chín vừa giòn dạ chín quá nó mềm cũng ngon mềm cũng ngon cái này mình ăn sống được mà. Xô ăn cá là nhiều vô. Ăn nhiều vô. Nhiều vô. Nhiều vô. Dạy gọi gọi hả? Dạ. Không dạy nữa không? Không, dạy suy nghĩ rồi. Rồi sống. Nó muốn làm học rồi. Bây giờ ra ngoài buổi khác hả? Chua chua chung dài yeah. Kìa cái chua mỏ chua dữ vậy. Ngủ tiếp mẹ ơi. Thôi ngủ cho ngủ đi. Dạ nó muốn tất cả ẩm luôn ta. Chưa đâu. Nãy giờ ẹ nào. Cho bà cô chú đỡ nhớ nha. Cái gì với vỏ giống này mà gớt ra mẹ. Đó bé em bé bé em bé ông bà cô chú ơi nè nãy giờ muốn thức rồi nhưng mà cứ quay qua quay lại tại chiều giờ ngủ nhiều rồi nè để cái cổ áo em xuống để nó nhột nhột dạ, dạ. Chờ chờ cha kia khoe cho ông bà cô chú để nhớ cái miệng kìa cái miệng nhăn cái mặt hình như đèn chói quá hay sao á
Dạ bữa nay thì cảm ơn cô chú Sáu gửi cho em bé quá trời đồ nha. Con cũng cảm ơn cô chú đã gửi về quà cho bé vợ chồng con. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn cô chú rất nhiều. Cảm ơn ông bà cô chú các bạn gần xa cũng theo dõi cái video của Linh hàng ngày nha. Bây giờ thì gia đình Linh là xin phép là kết thúc cái video. Hẹn gặp lại quý ông bà cô chú các bạn ở những video tiếp theo nha. Bye bye bà cô chú các bạn. Bye bye bà cô chú đây con. Bye bye con. Chia với ba ha, cái miệng cái miệng ổng lên ngủ tiếp rồi nè. Ok.